Em ơi, được không em? Trèo lên này. Rồi bây giờ hành trình đi về nhá. Rồi. Leo dốc này, leo dốc núi này cả nhà. Đi cầm điện thoại cho bố. Đi phải thoại đúng bố. Tôi sẽ đi giải mua đắt như này nhé. Cua chẳng hạn cua. Dốc này ha, mọi người. Dốc đứng luôn nha. Bám luôn. Đi cái bút của này nha. Nguy hiểm quá. Đây là nguy hiểm quá. Thôi đi thôi con. Đứng im, đứng im. Ngồi chân bố này luôn. Ừ, cái gì đấy chứ. Thở đi. Cái dép còn không? Vẫn cầm được cả dép luôn. Ở kia đây. Quay nhá. Mai không góp không đứng được là tụt đất xuống bây giờ là chết. Quá. Nhanh lên con này không lên được cái này. Sớm sớm đi bố sớm, ui có ghế ngồi luôn này nhá. Lấy đi, lấy đi. Để làm nhá. Đây là xanh chát đây mà. Chào cả nhà ơi. Rồi hành trình đi thác. Cam về, cam về. Đi về nhá. Từ từ con gái út. Đây là chị Mẫn nhá. Đấy chị Mẫn đang leo núi này đấy. Quyết phải đi, cứ phải đi sau phải cứ dìu nha, đây cứ cầm tay giữ bé nhỏ đó. Đi đi con. Bình tĩnh, từ từ nhé, từ từ để chú đang thả dây nữa nha. Ôi, xe xe xe. Từ từ nha, từ từ bố mất, bố mất đà, bố mất đà. Đang thả dây chưa chú Đông ơi? Đứng im không? Thôi từ từ, từ 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 dây nhắm lại phát đi chú Đông ơi. Nhưng mà đi đi, nó tụt xuống là nó xả phanh dốc ấy. Rồi hành trình dốc ngược. Ý ơi, bỏ lên. Đỡ ra chứ đâu ơi. Nó đứng được không em, đứng được không? Ông mày rơi xuống bây giờ nó rơi cả bố nhà con. Đứng im cứ nghịch nhá con. Thôi con bỏ lên đi, con bỏ lên đi. Con bỏ lên đi, thôi con bỏ lên. Thôi giờ chú Long để im cháu bỏ lên được. Em đừng bám anh, đừng lôi chân anh nhé. Thôi, cầm đi, thường kéo lên con. Thôi. Em đừng kéo anh nhá, nó chưa là kéo xuống là tụt ra rồi. Ai tưởng là hả? Họ giữ nguyên đấy chứ đâu. Giữ con đi trèo cho lên trên đi. Họ giữ đi thường nha. Rồi hành trình đi thác nhá. 2022 này. Đi thác này.
Ờ lên đến cái dốc này nó ok rồi đấy cả nhà. Cầm phát đông rồi, kéo lên phát đông. Nó hơi vướng cái cam. Rồi kéo lên. Chị đứng đây, bố lên trước. Mất ý nữa. Cầm nhanh nữa. Tời nhá. Cẩn thận kìa. Cẩn thận bà Luân mập à. In để chú Long lên, chú Long thả dây cho. Im con. Con cái thích nè tè con. Cười cái nào, cảm giác sao con review cảm giác phát nào. Mệt. Là con mệt chưa? Mệt rồi. Con đói không? Con đang ngửa mặt đây, đói không? Mệt, đói luôn hả? Con mới ăn xong một con chưa đói à? Cẩn thận giữ tay cháu nha. Rồi con này. Con đừng du bác nha. Rồi con đi lên này. Rồi con đi, rồi bác sách con sao đâu. Đây. Rồi đi đi. Con đi dưới chứ con. Quên gì các cụ ơi, sao mình cứ thấy thiếu gì ta? Không bà phải nói gì. Lên quá, ít luôn. Ít luôn quay luôn. Nào hành trình neo dây nào. Tài chưa? Cẩn thận con, cứ bình tĩnh. Rồi chưa? Đấy, đấy không? Đừng có che em bé hát à. Cái dây vết, cho cái dây vết. Buồn, buồn. Đi đường đây, đừng đi đường đấy. Đi đến mất mèo ấy. Đấy, đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng đấy nha. Có trái bắt mèo này. Giới thiệu cây với cả nhà nhé, đây là trái mắc mèo nhá. Trái này là ăn vô là bao phê luôn, rách cổ họng luôn á. Đấy cả nhà thấy không? Cái này gọi là ở quê mình gọi là trái mắc mèo nhá cả nhà. Mệt quá cả nhà ơi. Các cụ ơi, kiểm tra đồ các cụ ơi. Ổn định kiểm tra người nào, xem thiếu ai không? Đi 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 đi. Ôi quá. Thôi cả nhà. Mẹ luôn cả nhà ơi. Cả nhà. Đó. Đó là hành trình. Hành trình đi về nhá. Giữa trưa nắng luôn. Bây giờ là 12 giờ. Đấy, Tết đấy, 4 Tết đấy. Hành trình đi suối đá. Con đường này đi như lâm tặc luôn cả nhà. Bao lâu thì cái chìa khóa nó mới khô được ra? Cẩn thận con. Có sao không con? Có sao không? Im trong con nó sao không? Để đau chân rồi. Đi cẩn thận nhé con. Trời đất. Đi xa nhau ra, người trước đi vụt cây và người sau đấy. Đừng đi giáp nhau quá nhá. Cảnh rừng núi này cả nhà. Quê mình nhá.